Xin chào các bạn. Có nhiều người thắc mắc là khi dùng lens này mà kẹp trước ống kính của điện thoại thì có chụp hình được không, và mình cũng chưa thử bao giờ, và bây giờ mình sẽ thử test cho các bạn xem khi mà gắn cái lens của máy ảnh vào ống kính điện thoại thì có chụp được không nhé. Và ở đây thì mình bắt đầu thí nghiệm với cái lens MF 25F1.8 ngầm E. Và bây giờ mình tháo ngàm này ra và mình lắp vào cái điện thoại của mình, điện thoại Sony Xperia X1 Ultra. Và để không biết nó chụp được hay không thì các bạn có thể theo dõi video này nha, và một số hình để mình chụp từ nó. Và bây giờ mình thử gắn lens lên. Trước khi gắn mình sẽ mở camera ra và test cái chế độ macro điện thoại nó sẽ khác như thế nào. Và đây mình chuyển qua chế độ, đây là auto này. Nó nhận diện cần cần thì nó sẽ báo, nhưng ở đây thì bữa lá rất là gần mà nó không nhận ra được. Và mình chuyển sang chế độ chỉnh tay, mình chuyển qua chế độ chỉnh tay và lấy nét, mình chuyển qua lấy nét MF bằng tay luôn và chuyển qua cần cần gần nhất luôn này. Và mình lấy đây không lấy được, đúng không? Mình cái lá cây này, cái gì đó, cái sóng đời sao á, rất là nhiều long luôn. Và mình chụp macro trên điện thoại bình thường thì không có ấy được. Và bây giờ mình sẽ thử tháo cái lens điện thoại ra và mình gắn thử xem nó như nào. Lens này là cái lens 25F1.8 của Trung Quốc MF, và cái khoảng cách lens tối thiểu của nó là 0,18m, tương đương với 0,6 feet. Và đây mình để khẩu mở tối đa là 1.8, và khoảng cách là 0,18m. Và bây giờ mình sẽ thử gắn vào trên điện thoại xem nó sao nha. Đây các bạn thấy cái lá nhiều lông không, không với cái viền lông rất là nhiều luôn. Đây là cái vết đứt của cái lá. Đây là nhiều lông luôn này. Đấy, lông này. Thử khác nữa. Đây rất là nhiều lông luôn, nét rất là phê. Như kiểu mà đảo đầu gắn macro lens vậy đó. Đấy, cái lá nhiều, rất là nhiều lông và gai này. Thực tế thì camera bình thường cận cảnh không có chụp lấy nét được. Lại đi. Đây, bá đạo luôn. Chụp cái đồ chụp tay này. MF này cận cảnh gần nhất rồi này. Đấy, gần là nó không lấy được cái gì luôn này. Hắn vô. Thấy nhiều lông không? Trời lông luôn. Và cái mèo để sử dụng lens như này, các bạn nên dùng các lens MF như lens máy phim á, bởi vì các lens AF hiện nay thì nó không có cho chỉnh khẩu trên cái lens luôn, thành ra là không có khép được rộng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hy vọng là có cái gì đó thú cho các bạn, bởi vì video này mình cũng làm cho vui thôi, cũng chả có cái review gì cả. Cảm ơn các bạn.